Quốc Trường, hiện tượng cũ về nhà đi con hóa ra từng có ồn ào tình ái với Lê Phương và nữ ca sĩ nóng bỏng này. Thậm chí các Phượng, Kiều Minh Tuấn còn là ông mai bà mối cho Quốc Trường và nữ ca sĩ xinh đẹp sở hữu nhiều bài hit. Với thành công của Về Nhà Đi Con, danh tiếng của nam diễn viên Quốc Trường, Ngường đã nhận vai Vũ Sở Khanh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Gia nhập làng giải trí được 7 năm, tham gia nhiều bộ phim lớn nhỏ, những thông tin xung quanh Quốc Trường lại khá ít ỏi. Nam diễn viên thừa nhận anh là người không hợp với các sự kiện, chỉ yên phận đóng phim. Quốc Trường từng chia sẻ, thứ nhất vì lịch phim quay liên tục, thứ hai tôi có cảm giác lạ lẫm khi đứng trước đám đông. Có thể đứng trước 1.000 người, tôi diễn tự tin, nhưng bảo tôi mặc đồ đẹp cầm ly rượu làm quen với mọi người, mặt tôi xanh lè, chân tay bị thừa thải. Trong khi nhiều nghệ sĩ liên tục xuất hiện trên mặt báo vì scandal hay tin đồn tình ái, thì Quốc Trường lại vô cùng kín tiếng. Từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Quốc Trường mới chỉ có 2 tin đồn tình ái liên quan tới Bảo Anh và Lê Phương. Thời điểm sau khi Lê Phương ly hôn Quách Ngọc Ngoan vào năm 2015, có nhiều thông tin cho rằng Quốc Trường chính là tình mới của cô. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện thời điểm đó Lê Phương thường xuyên đăng tải hình ảnh cùng với Quốc Trường lên trang cá nhân. Sinh nhật con trai Lê Phương là bé Cà Pháo, Quốc Trường cũng có mặt như một người thân thiết trong gia đình. Khi tham gia các chương trình cùng nhau, Quốc Trường Lê Phương có nhiều màn tương tác với nhau rất tình cảm, dấy lên tin đồn cả hai hẹn hò với nhau. Sau loạt tin đồn, Quốc Trường lên tiếng phủ nhận, anh cho biết mối quan hệ với Lê Phương chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi. Trong giới, tôi chỉ chơi thân với vài người như Lê Phương, Hải Băng và vợ chồng anh Quốc Thuận. Đó là những người tôi đi ăn nhậu chung, có thể thoải mái ôm vai bá cổ mà không ngại, vừa ăn vừa nói không sợ bị đánh giá, Quốc Trường chia sẻ. Cách đây vài tháng, Quốc Trường cũng từng dính tin đồn hẹn hò với Bảo Anh, nguồn cơn bắt đầu từ việc các Phượng để lại lời nhắn nhủ trong một bài đăng của Bảo Anh trên trang cá nhân. Thời điểm đó, Bảo Anh đã chia tay với nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Dưới phần bình luận, nữ diễn viên Cát Phượng để lại lời nhắn nhủ, có một người đang rất yêu và chờ đấy cô gái ạ, sau đó tắt thêm Quốc Trường. Trước màn có phần công khai của Cát Phượng, Quốc Trường nhanh chóng đáp lời. Xét kèo qua nhà ăn uống chế ơi, từ màn tương tác trên mạng xã hội, cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn hẹn hò giữa Bảo Anh và Quốc Trường. Tuy nhiên, tin đồn này cũng nhanh chóng bị lãng quên khi Bảo Anh dính hàng loạt scandal không đáng có liên quan tới chuyện ly hôn của một cặp đôi nổi tiếng khác.